Mở đầu chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay là một tình huống tai nạn giao thông hy hữu đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước nạn gia súc thả rông gây họa cho người đi đường. Theo đó, do không kịp xử lý khi bắt gặp một con bò thả rông bất ngờ chạy qua đường, một nam thanh niên đi xe máy đã ngã nhào. Diễn biến của vụ việc đã được chính anh quay lại và đăng tải trên mạng xã hội. Trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội, một người đi xe máy đã bất ngờ đâm vào một con bò chạy sang đường, khiến cho người đi xe máy bị ngã ra đường. Con thú phạm bò đi ngay sau đó dài dây. Rất may, người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe hư hỏng phần ngoài. Tình huống giao thông nguy hiểm trên đã khiến nhiều người sửng sợ. Tiếp tục chương trình là một sự việc đang gây xôn xao dư luận vừa xảy ra ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Một nhóm thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ, không biết xảy ra chuyện gì mà đã kéo nhau vác hung khí nguy hiểm đi chém người. Sự việc đã được một người đi đường dùng điện thoại ghi hình lại. Người này cho biết cảnh tượng chẳng khác nào như phim hành động. Theo người đăng tải clip cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối. Đường phố vẫn còn người và xe qua lại. Nhưng nhóm thanh niên ngang nhiên cầm hung khí đuổi chém nhau tới tấp, khiến nhiều người dân hoảng sợ. Thanh niên áo trắng này dù đã cố bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi chém liên tục. Anh ta cũng là người bị thương nặng nhất trong vụ ẩu đả, sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Hiện công an đã vào cuộc điều tra. Bước đầu cho biết các thanh niên tuổi đời rất trẻ, sinh từ năm 1995 đến 2002. Kính thưa quý vị, ngay giữa trung tâm Sài Gòn, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ý thức trong mọi hành động ngoài cộng đồng là điều tối thiểu nhất mà mỗi người ai cũng phải biết. Thế nhưng nam thanh niên trong tình huống ngay sau đây lại ngoại lệ. Chuyện là camera an ninh của một hộ gia đình nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi lại một sự việc khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc. Cụ thể đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, nam thanh niên này không những có hành động tiểu bậy vào cổng nhà dân, mà ngay sau đó, hắn ta còn có ý định nhổ trộm cây cảnh này. Tuy nhiên, sau một hồi loay hoay, hắn đã quyết định quay sang lấy trộm cây xương rồng. Chẳng những thế, hắn còn ném cả tàn thuốc vào chậu cây rồi mới chịu bỏ đi. Quả là một hành động vô văn hóa, đáng lên án. Tiếp tục chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay là một đoạn clip cực kỳ dễ thương, khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Một chú chó có sở thích tập thể dục cùng chủ. Việc tập thể dục ở đây không chỉ dừng lại là đi dạo, chạy bộ ngoài trời, mà thậm chí là chạy bộ trên máy và thực hiện luôn cả các động tác chuyên nghiệp nữa. Khi chủ chạy bộ, thế là chú chó cũng đến xin chủ bật máy để chạy cùng. Lại còn chạy bộ rất thuần thục, nhịp chân đúng như nhịp máy chạy. Không chỉ vậy mà nó còn biết thực hiện động tác gập nâng người y hệt chủ như thế này. Thật sự rất thông minh, lại còn siêng năng nữa. Nhiều người nói vui là chú chó này thích tập thể dục, mục đích là để giảm cân, nâng cao sức khỏe, phòng dịch bệnh.